Bà này, mỗi lần là cháu đòi vào hỏi đến bà ấy là bà đều khóc. Vâng, không sao đâu bà. Chị cứ ở bò. Chị chửi. Vâng. Thế cháu Đào đang bảo là hôm nay cháu lên đưa bà đi viện thì bà có cho không? Đấy, bà thì bảo là nếu mà đưa đi thì có người phải có người đi cùng thì mới được. Vẫn đang mở mắt và run rất là nhiều các bác ạ. Cháu nói thật là nếu mà cứ tình hình để vào nhà thế này và là không qua khỏi được chú ạ. Không sợ, bây giờ mình đi là bác sĩ là gọi là cứu mình, không phải sợ, mình cứ đưa con đi. Ôi dồi ôi. Nổi hết cả hạch lên này các bác ạ, ở gần tai ấy. Tính mạng của con cái là quan trọng hơn là cắt cỏ bò. Cháu Đào xin chào tất cả các ông bà, các bác, anh chị ạ. Ngày hôm qua thì cháu Đào cũng có vào nhà của chỗ bé Và các bác ạ. Thì sau khi mà cháu Đào đăng thước phim lên ý, thì tối qua về cháu Đào cũng có suy nghĩ rất là nhiều vì thương bé Và quá. Và cũng được rất là nhiều các ông bà, cô bác, anh chị là góp ý rằng là đưa chỗ em bé Và đi viện. Đấy, nhưng mà trước khi đưa bé Và đi viện ý, thì cháu Đào cũng phải hỏi qua ý kiến của gia đình xem là bố mẹ của bé Và là có đồng ý hay không. Đấy, ngày hôm nay thì cháu Đào là sẽ tiếp tục đi vào chỗ nhà của bé Và để hỏi gia đình là cơ hội cuối cùng để cứu sống bé Và, xem là gia đình có đồng ý không. Nếu mà đồng ý thì cháu Đào sẽ cùng gia đình là đưa bé Và ra ngoài này để nằm viện các bác nhé. Về chỗ bé Và thì hiện tại cháu Đào vẫn còn cầm quỹ của bé là hơn 5 triệu đồng. Nếu mà đi ra viện ngoài này thì cháu Đào nghĩ là với số tiền đấy thì chắc có lẽ là vẫn còn đủ các bác ạ. Trước khi đi vào nhà của bé Và thì cho cháu Đào được giới thiệu với các bác về những sản phẩm mà hiện tại trên kênh của cháu Đào đang có. Đây là thuốc đau dạ dày các bác ạ. Một liệu trình của nó là gồm có 3 gói bột với lại là hai miếng cao như thế này. Đấy, khi mà các bác dùng ấy thì pha với lại nước ấm, mình dùng trực tiếp luôn các bác nhé. Cả hai loại này là một liệu trình của đau dạ dày này. Ngoài ra thì bên cháu là cũng có thêm một mặt hàng là cây cỏ máu, còn được gọi là cây huyết đăng. Công dụng của nó là thiếu máu, mệt mỏi, hoa mắt, chóng mặt, đau lưng, mỏi gối, thiếu máu não, suy nhược cơ thể. Và ngoài ra thì nếu mà chị nào kinh nguyệt công không đều ấy, có thể là lấy cái này về để đun uống. Đấy, nó rất là tốt, tại vì lúc cháu Đào thu mua ấy là thu mua toàn cái cây to và tốt để khi các bác dùng ấy là hiệu quả tốt hơn. Ngoài ra thì bên cháu còn có thêm là thuốc đau xương khớp các bác ạ. Cái này thì một liệu trình của nó là gồm có 15 thang để mình đun uống trong 1 tháng và một chai xoa bóp. Cái chai này thì các bác bị đau ở chỗ nào ấy thì ngâm rượu vào và trực tiếp là xoa bóp ở ngoài da luôn. Đấy, đi kèm theo thuốc đun uống với lại xoa bóp thì có 3 miếng cao xương khớp như thế này. Đấy, các bác cũng có thể là dùng trực tiếp hoặc là pha với nước ấm để uống nhé. Đấy, còn một mặt hàng nữa là cái cây mát gan. Đấy, cái này thì là cũng rất là nhiều các bác là đã quay trở lại mua lần thứ hai và lần thứ ba rồi. Cái này thì bác nào bị nóng ngoài nóng trong ấy, đều đun uống thay nước lọc hàng ngày rất là tốt. Đây là những các cô bác anh chị là tin tưởng cháu Đào và cũng mua những mặt hàng ở bên cháu Đào ấy. Cháu Đào đã lên đơn xong và chuẩn bị là gửi đi. Đấy, như bọc to này là xương khớp này, đây là mát gan, dạ dày và cả những cái cây cỏ máu nữa. Đấy, rất là nhiều đơn. Đấy, sau khi mà các ông bà cô bác anh chị ấy, dùng xong là có những bác là đã thấy hiệu quả tốt đấy, là mua cho người thân này và giới thiệu cho bạn bè này để quay lại là mua ở chỗ cháu Đào, cũng như là khi mà cháu Đào đăng lên ý là có rất là nhiều các bình luận của các cô bác đã dùng và phản hồi ở trong phần bình luận ở video cháu Đào. Đấy, cô rất cảm ơn cháu Đào, quá tuyệt vời, cô bị đau xương khớp quá khổ sở, đau nhức không chịu nổi mấy năm trời, vậy mà từ khi cháu Đào cắt thuốc cho bố cũng đau xương khớp có kết quả tốt, cô mới sử dụng thuốc của cháu, vậy mà đến nay cô đánh cầu lông, đi bộ, tham gia rất nhiều phong trào xã hội, rất ok, không còn đau nhức nữa và rất thoải mái. Cô cảm ơn cháu Đào rất là nhiều. Cô cũng bảo là giới thiệu với rất là nhiều người. Đây là cháu Đào cũng đọc bình luận từ các ông bà cô bác dùng thuốc và phản hồi. Thật sự là cháu Đào cũng là một người hay đi làm như trong khu vực ở trên vùng cao chúng cháu ấy, thì những cái thuốc này là người thân ở trong gia đình cháu Đào ấy là đã sử dụng qua. Cháu Đào thấy rất là tốt nên là cháu Đào cũng giới thiệu lên trên kênh. Hữu ích với lại các ông bà, cô bác, anh chị nào ấy thì liên hệ với lại số điện thoại ở trên màn hình mà cháu Đào có ghi. Cháu Đào sẽ tư vấn và gửi thuốc toàn quốc cho các bác nhé. Còn bây giờ thì mời các bác cùng cháu nào đi vào nhà của bé Va xem là cơ hội cuối cùng của gia đình và câu trả lời cuối cùng là gì các bác ạ. Các bác ơi, hiện tại thì cháu Đào đã có mặt tại khu vực nhà của bé Va rồi. Trời thì mưa rất là to, cũng như là cháu Đào vào đến trong này thì vừa mới tạnh thôi. Hôm nay thì cháu Đào cũng đi làm một mình thôi các bác ạ. Tại vì là anh quay phim ấy là cũng ốm rồi nên là
cháu cũng đi từ trên thị trấn xuống dưới này, mưa rất là to và những cái tuyến đường đi vào trong này ấy, hầu như là bị sạt rất là nghiêm trọng. Đấy, nhưng mà cháu Đào cũng rất là thương bé Và, đấy, nếu mà không vào ấy thì bé Và ở nhà ấy là cũng rất là nguy hiểm. Đấy, như hôm qua thì cháu Đào có vào trong khu vực này ấy, thì bé Và là gọi là bây giờ tính mạng của bé Và ấy đang ngàn cân treo sợi tóc các bác ạ. Tại vì là như em ấy là cái việc thở thôi cũng rất là khó khăn rồi. Hôm qua sau khi mà từ nhà của bé Và về đến nhà thì cháu Đào cũng suy nghĩ cả đêm. Hiện tại thì số tiền của bé Và cháu Đào còn giữ lại là 5.209.000 đồng. Cái số tiền này thì nếu mà gia đình chịu đi viện ấy thì lúc nữa khi mà xong việc ở đây là chúng cháu sẽ sắp xếp đồ để cùng gia đình ấy là đưa bé Và ra thị trấn Mèo Vạc nằm ở viện ngoài kia. Ít nhất thì khi mà ra viện nằm ấy thì người ta sẽ tiêm thuốc cho Và để Và là ngủ được cũng như là không bị co giật nhiều như là ở nhà ấy. Còn nếu mà gia đình không chịu đi thì cháu Đào cũng hết cách thôi các bác ạ. Tại vì cháu Đào cũng khuyên và nói rất là nhiều lời với lại gia đình rồi, nhưng mà bố mẹ thì cũng bảo là không muốn đưa con đi ấy. Mặc dù là khi đi thì chi phí là cũng có tiền của các mạnh thường quân rồi ấy, gia đình chỉ cần là đi và trông con thôi, nhưng mà gia đình cũng không muốn đi ấy. Nên là cháu Đào là hôm nay phải gọi là vào để hỏi ý kiến gia đình. Đây là cơ hội cuối cùng của gia đình để cứu sống bé Và các bác ạ. Gia đình là hôm nay có vẻ là khá là đông người. Cháu chào bà nhá. Bà ô tô số vào. Ô tô cao tốc số vào. Bà này, mỗi lần là cháu Đào vào hỏi đến bà ấy là bà đều khóc. Vâng, không sao đâu bà. Chị cô hỏi bà. Bà, chị cô à? Không sao đâu bà. Ôi. Bà thương Và quá các bác ạ. Mỗi lần là vào hỏi đến Và ấy là bà đều khóc và không giữ được nước mắt. Vì như bà với Và ấy thì là hai bà cháu là đã dựa vào nhau từ lúc và gia đình biết Và bị bệnh là đã giao Và cho bà để bà trông rồi. Bà ơi, bà không khóc nữa bà. Chị cô hỏi bà Và nì Và nhớ hào lỏ. Chị cô hỏi bà. Chị cô hỏi. Ủa tôi số Và chị cô à bố, út tôi xuống núi cho mù chiếc xe ngó bố, ông bố cho mù chị bố, ai cho mù nó tao mà này, nó ra chơi chứ, ô chị chửi đấy. Vâng, thấy cháu Đào đang bảo là hôm nay cháu lên đưa Và đi viện thì bà có cho không? Đấy, bà thì bảo là nếu mà đưa đi thì có người phải có người đi cùng thì mới được. Bà đấy các bác. Vâng, bà ấy thương bà quá. Lúc nào lên là gặp bà ấy thì là cũng khóc hết này các bác ạ. Nước lũ vào. Thương bà quá. Chị cô ở bò. Cháu chào cô nhá. Tôi sửa vào. Cô đang ăn cơm à? Nó mỏ lò. Ăn nõ mà. Vâng, cô cứ ăn đi ạ. Vâng. Đây bé Và là đang ở trên giường này. Và ơi. Đấy, vẫn đang mở mắt và run rất là nhiều các bác ạ. Đấy, hiện tại thì cháu Đào lên thì bé Và cũng biết thôi, nhưng mà nói chuyện là em không nói được một tí nào ấy. Chú ấy đâu rồi ạ cô? Chị lót một tí lỡ. Nhớ thần thát. Hôm nay nhà mình làm gì ạ cô? Nó đi ủa chị? Khờ bóc cử lò. Nhà mình thu ngô chưa ạ? Tay bóc cử chị đó? Tay lò. Vâng, gia đình thì là cũng bảo là vừa mới thu ngô xong các bác ạ. Đây bé Và tình trạng thì lúc nào cũng thế thôi. Đến bây giờ ấy là việc thở của bé Và là cũng rất là khó khăn. Em bé đi gọi bố về đây. Mũ hú chi lò. Hú chi lò. Má ơi, má ăn cơm chưa? Nó mò chỉ tàu mè. Hòa mì lò. Cô là có cho bé Vào uống thuốc đều không? Bút nửa hóa chua chị bố? Bố thế lò? Vâng. Bút nửa tôi lúc pin hào thế. Với khó đem mẹ mẹ mà mùa chết cô tôi hào thế. Vâng. Đấy, thế nên là uống được một chút nước cháo. Nhưng mà với tình hình thế này thì các bác nhìn vào là cũng biết thôi. Hôm qua thì cháu Đào có lên ý, các bác cũng góp ý rất là nhiều. Bảo là Đào ơi không lên nhà của Và nữa. Tại vì là các bác là không đành lòng nhìn vào cái hình ảnh này của bé Và. Đấy, lên là cứ thấy bé là run cầm cập. Rồi là như thế này ý, các bác là rất là đau lòng. Cũng bảo là thà không nhìn thấy còn hơn. Đấy, nhưng mà cháu Đào cũng nói rồi là hiện tại cháu Đào vẫn còn một khoản quỹ của các ông bà cô bác mạnh thường quân ý, là còn hơn 5 triệu. Thì cái khoản tiền đấy các bác cũng dặn là mua đồ lên cho bé Và. Đấy, hôm qua thì cháu Đào lên có mua rồi nên là hôm nay cháu Đào không mua nữa. Hôm nay thì cháu Đào vào đây thì cũng để nói với gia đình rằng là có cho con đi viện không. À chú. Vâng.
Chú bây giờ thì là nhà mình là thu ngô xong rồi phải không? Tà thế hả? Vâng. Thế nhưng bây giờ là cháu bảo này nhá, là cái khoản tiền trước mà chú cháu mình đi viện về là bây giờ chỗ cháu là còn 5.209.000 đồng. Thì cái tiền đấy là bây giờ chú cũng thấy rồi, và về nhà là bị rất là nặng thế này ấy. Cháu nói thật là nếu mà cứ tình hình để vào nhà thế này ấy, và là không qua khỏi được chú ạ. Đấy, nên là bây giờ cháu cũng bảo là nếu mà chú với cô ấy đồng ý đi viện thì chú cháu mình đi luôn, cho vào đi viện luôn. Mùa sinh mà lên tàu nhìn tàu trên trên trại không sợ. Bây giờ mình đi là bác sĩ là gọi là cứu mình, không phải sợ, mình cứ đưa con đi. Đấy, cô chú đang bảo là con tu thế này là không đưa đi, nhưng mà cứ để ở nhà là cháu nói thật là tình hình này của vá ấy, cứ để ở nhà là cứ mỗi ngày xấu đi một tí thế này là bé vá sẽ không qua khỏi. Cái này là cháu Đào nói thật các bác ạ. Và bây giờ là trong cổ họng là có đờm ý, là em còn không biết rồi, uống nước là cũng rất là khó nuốt và thở thì cũng rất là khó khăn. Đấy, nên là bây giờ ấy, cái cuối cùng để cứu được bé vá ấy là đưa đi viện cho người ta là cho uống thuốc rồi là tiêm cho bé, là có khả năng là bé lại đỡ hơn được. Còn như ở nhà là cô chú cũng không đành lòng nhìn con mình như thế. Đấy, các bác mạnh thường quân là rất là không hài lòng về chỗ gia đình của mình. Tại vì các bác bảo là sao lại có bố mẹ là để con nhà và không chịu đưa đi viện ấy. Đấy, chú là có thể là không biết chữ, không xem được những comment ở phần video thôi. Nhưng mà các bác là thật sự là không hài lòng một chút nào. Đấy. Nếu mà bây giờ chú quyết định đi, nếu mà đi thì là... cháu cũng nói trước, nếu mà đi ấy, thì về cái tình trạng của bé Vả yếu thế này ấy, thì mình không biết được là trên cái tuyến đường đi là bé Vả có bị làm sao hay không. Và nếu mà đi ấy, thì cháu sẽ đi nhờ anh trưởng thôn ấy, là chở bé Vả ra ngoài kia để nằm viện ở thị trấn Mèo Vạc. Trước mắt là như thế để bé Vả đỡ hơn nữa. Đấy. Nhìn nhìn nhận này, kỹ thành cho phút mùa mà bé cho mình giúp mình xảy mà cho các phút nửa mùa dễ sinh. Giờ này chỉ phút mùa cái bé chỉ cao cho mùa. Ý nhận này nhìn nửa ổ chỉ trừ tuần nhìn bé cho mùa xảy nửa ổ lý trái thì kê là ấy. Ờ, xảy nửa ổ lý trái thế thì... Mà nhìn nhìn này, ý nhận này, nhìn nó thì chỉ lo nét xa đi trái. Nếu nhìn mùa là chỉ mùa. Mà mùa lúc ăn là mùa không nhỉ? Nên mùa mùa mẹ vào chứ. Mùa lúc ăn. Lúc ăn chứ mà sẽ bị mùa cùng thế nên tỏ thịt thích chứ rồi, tỏ thịt chứ mà mẹ tốt lòng luôn. Thế cả là khỏi chỉ cao. Là cả khỏi chỉ cao mà. Chứ khỏi chỉ tao mà ai cho lột chết ra. Ai cho lột chết ra. Ừ. Một lúc qua thì nó khỏi chỉ tao mà ai cho lột chết ra. Chứ khỏi tao mà bán tao thích chào. Chứ một đê tao này nhớ lì chả tư mà hát là bông bông như chết tao kìm. Vâng. Về cái vấn đề tiền ấy thì cô chú cũng không phải lo đâu. Tại vì bây giờ ấy, cái cháu cần nhất ấy là có người đi trông bé Vả. Nghe bây giờ bé Vả lúc nào cũng phải cần có một người thân ở bên cạnh ấy, nên là cô chú chỉ cần là chú hoặc là cô là đi cùng cháu lên trên Mèo Vạc để ở cùng Vả. Còn về tiền ấy thì cháu đã nói rồi là có một khoản tiền của các cô bác mạnh thường quân đấy, nhưng mà cháu cũng nói với gia đình mình là cái này thì cháu cũng thương Vả, cháu mới vào đấy thì là cháu cũng muốn tốt cho Vả, vì nhìn như thế này là rất là khổ rồi. Bây giờ phải nói thật là tính mạng của Vả đang rất là mỏng manh đấy, thì là nếu mà đi thì là có khả năng là đỡ hơn, còn ở nhà thì không nói được trước các bác ạ. Nên là trên cái tuyến đường đi ấy, chú cháu mình đưa vào đi, nếu mà có bị làm sao đấy thì cái này thì cháu cũng không chịu trách nhiệm được chú nhá. Ờ. Giờ cho nó một tí kê nữ đi trả cái con đi bếp chỉ tắp bò đần đần. Ờ. Trả cái chỉ ký tỉnh mà. Ờ. Chị kia cho mình thay à. Rông mà lông chỉ rông ở xin mà. Ờ, dạ u. Dạ u lúc nữa nè, nằm mẫu tố bọn nên u mù chêu bùa chỉ tao ấy. Ờ. Ờ, lúc nữ. Ờ, ý là mùa mấy chả mà vô khăn chờ mà bếp mù kìa. Ừ. Ờ, mù mà bút nữ nhá hồi sẽ sinh nữa mà. Ừ. Thì à, mùa nhớ nông bà xảo hư ra mà đây như thế chả mù thì tàu. Vâng. Nhớ thì chả phải là... Vâng. Cái này thì cô chú cũng bảo là nếu mà đi huyện Mèo Vạc ấy thì ở gần đây thì cô chú cũng đồng ý là cho con đi các bác ạ. Còn nếu bảo là xuống Hà Giang ấy thì cô chú sẽ không đồng ý là để con đi nữa. Tại vì là đi cái tuyến đường rất là xa, cô chú cũng sợ là trên cái tuyến đường đi là bé Vả bị làm sao đấy. Đấy, nhưng mà bây giờ ấy gọi là còn nước thì còn tát, đấy, đi viện Mèo Vạc cũng được. Trên đấy thì cũng là các y bác sĩ đấy, thì là lên trên kia là vẫn tốt hơn là ở nhà rất là nhiều. Ở nhà như bố mẹ của bé Vả như cháu Đào chẳng hạn thường xuyên vào thăm, nhưng chúng cháu không biết là nên giúp như thế nào để bé Vả là đỡ hơn. Đấy, còn lên trên kia thì người ta có thuốc và tiêm ấy thì bé Vả sẽ ổn định hơn một chút, như cái thời mà đang nằm ở dưới Hà Giang ấy các bác ạ. Đấy, thế thì là chú chuẩn bị quần áo đi, sau ngày lúc nữa là chú cháu mình cùng đi luôn nhé. Đấy, anh trưởng thôn có ở nhà không hả chú? Nho chế mà. Nho chế rồi. Ồ, thò nữ còn nữ bát thò vào một tàu chỉ tàu ní. Ừ.
Say rượu rồi à? Ừ. Ôi thế bây giờ là cứ chuẩn bị quần áo, đồ đạc ấy. Nhớ mang giấy tờ tùy thân của bà và của chú nữa nhá. Để đi lên trên kia nằm. Khả năng là nằm ở trên kia thì là sẽ một tuần. Vậy, chị Đào đưa vào đi viện nhá. Mẹ cho một chiếc xích nhá. Cho mình chiếc xích đỏ trên đây rồi. Thở là cũng không được. Thế mà là gồng mình quá là cái cổ là cũng bị sưng lên rất là nhiều các bác ạ, nhưng kiểu là đang phù lên ấy, và cả chân này, tay này. Đấy, khi mà bị như thế này em lúc nào cũng nắm cái nắm tay như thế này ấy, là các móng tay của em đều đã bị lật ra hết rồi. Đấy bây giờ không đi ấy thì đến cái tay của bé vàng này để ở nhà ấy là cũng có thể là bị nhiễm trùng. Đấy. Ôi trời ơi. Vâng. Cái này là càng lúc càng cụt lên trên này này, cái da là đi ra hết rồi. Và chân ấy cũng thế các bác ạ. Đây này. Bây giờ là đang bị đau ấy, không nắm được nữa rồi. Này cái đầu ngón tay là đều bị lột ra hết rồi, càng ngày càng bị nặng. Đấy, nằm một chỗ nhiều là cũng bị loét hết ra cả người được đấy các bác ạ. Nên là bây giờ thì cô chú là đồng ý cho bé vào đi đúng không? Yên nên nếp mù nó. Vâng. Thế bây giờ là ở nhà là không còn việc gì rồi chứ phải không chú? Vâng. Thế là bây giờ là ở nhà cũng bẻ ngô xong hết rồi. Cái này thì cháu Đào phải nói trước là đi thì bác sĩ cho về mình mới về nhá. Mình không được đòi về như lần trước nữa. Tại vì là đang trong điều trị tích cực mà cứ đòi về thì cô chú lấy. Vâng, đấy bây giờ nhìn thấy vàng thế là cô chú cũng biết rồi. Đấy, hậu quả của việc là mình không chịu khó, mình ở đấy nếu mà ở thêm một thời gian ấy thì bé vàng sẽ đỡ hơn. Nhưng bây giờ về là bé vàng là càng ngày càng xấu đi như thế thì lần này là mong sao là cô chú là cũng rút ra được một bài học là tính mạng của con cái là quan trọng hơn là cắt cỏ bò. Đấy mình sẽ ở trên kia cùng với bé. Đấy còn là bây giờ nếu mà muốn đi xuống dưới Hà Giang ấy thì cũng là một vấn đề rất là khó khăn các bác ạ. Do là ở trên chỗ cháu Đào ấy đang mưa to quá thì những cái tuyến đường đi xuống dưới kia ấy đều bị sạt lở hết và không đi lại được. Đó. Bây giờ cái trước mắt là đưa bé ra bệnh viện của huyện Mèo Vạc. Đấy ở đấy là cũng đỡ hơn. Đấy nổi hết cả hai cái lên này các bác ạ, ở gần tai ấy. Con tờ chỗ chị ní? Cho lệnh à? Lệnh rồi. Ủa anh cho lệnh lô tôi à? Ừ. Sao lô lô tôi à? Lệnh chú hả? Chú mà cho lệnh anh tôi à? Cho lệnh lô lô tôi à? Ừ. Được xí rồi. Ờ, bà bảo gì hả má? Ừ. À. Ô, hả chị hả mẹ? Hả gì? Chê tế. Hả? Chê tế. Chê tế ô. Chê tế, thật đến tài hết rồi. Thế sáng nay là bà là ăn được một tí cơm mà cô? Tại kín lắm rồi. Nó chỉ chín nó. Chín nó rồi. Cô mì ăn đi nhé. Nó hảo cho nên đéo ế khó phanh thôi. Ế khó phanh. Sáng nay là uống sữa thôi. Ôi như kiểu là cơ thể của bé Vài ấy là bị bốc mùi lên các bác ạ. Phải không chú? Hình như là cái tay của bé Vài là có mùi đúng không? Tay với lại chân ấy là để như thế là bị thối rữa ra ấy, là cháu Đào đứng đây ấy là quạt thổi và có mùi các bác ạ. Đây cho lấy cái gì để cho mấy bạn. Đấy cũng là một kiếp người nhưng mà rất là khổ các bác ạ. Ngoài ra thì là cả lưng với lại chân của bé là cũng đều bị hết. Lưng là lúc nằm ngửa ấy là cũng có bị, nhưng mà ở phần lưng ấy thì cháu Đào không trực tiếp là quay vào đấy được ấy, do là hình ảnh bị hạn chế khi mà đăng lên trên YouTube ấy là không được ấy. Vào uống sữa nhá. Sữa nửa hàu, sữa mà nửa hàu nhỉ? Ờ, bút nửa hàu này đó, bút nửa hàu. Đến sữa cũng không uống được, thật sự là rất là khổ. Cũng may sao là hôm nay cháu Đào lên ý, thì cháu Đào nói với gia đình ấy thì cô chú là cũng đồng ý là để cho bé Và là đi ra viện ngoài kia các bác ạ.
Đấy, còn như nếu mà không đồng ý đi thì cháu Đào cũng không biết là nói gì hơn. Tại vì đây cũng không phải là lần đầu cháu Đào thuyết phục gia đình là cho con đi viện. Mà đây là rất là nhiều lần, cháu Đào cũng không nhớ nổi là lần thứ bao nhiêu rồi. Đấy, đây là cũng là cơ hội cuối cùng. Nếu mà cô chú không chịu đưa đi ấy, thì đến lúc mà bé và bị làm sao đấy thì chắc là cô chú cũng gọi là ân hận rất là nhiều. Chú đang gọi nhiều người để đưa bé vào ra các bác ạ. Chị nữa à? Chị nữa à? Hôm nay là còn trời mưa nữa thì đưa bé vào từ đây xuống dưới đường to ấy, và lên huyện là cũng rất là vất vả vì cái đường ấy là rất là trơn các bác ạ. Để cháu Đào từ ngoài thị trấn vào trong này ấy, là vừa đi vừa đẩy xe vào là cũng mất hơn 1 tiếng đồng hồ, 2 tiếng đồng hồ là mới vào đến trong này. Đấy, rất là vất vả, nhưng mà bây giờ cái quan trọng nhất ấy là làm thế nào để cho bé vào là đỡ hơn. Còn như vất vả hay là như nào thì chúng cháu vẫn có thể là đi lại được các bác ạ. Em rất là muốn nói chuyện này. Để cháu uống chậm thôi cô ạ. Vâng. Giờ chỉ phúc mùa mà cô chỉ chữ kiến nó rồi mới nhổ đi nè. Chỉ phúc mùa chỉ chữ đi nè. Nên niêm mùa mà nhả lời cho các cho chuột nông bên nhau hồi gian nè. Lời cho các phút nửa hầu phút tập trách một nửa nằm nửa rồng đùa. Nhưng nó cho chuột nó mùa nó không làm mà đi. Ờ. Nên đi hay tiền mà nhả tiền nhau chế mà nửa chi nhau cháu ít lì kiến nó. Cậu phụ. Ờ. Cậu phụ nông thế mà xài nửa cô chỉ chữ là. Nên đi nửa mò nửa cá chín nọ. Chín nó mò là. Ờ. Nó chỉ tám mò là nè. Vâng, giờ là gọi là uống nước, uống sữa để cầm hơi thôi. Còn về ăn uống ấy thì là không thể nào mà ăn được rồi. Hôm nay cũng là ngày thứ 8, thứ 9 thì đấy không ăn cơm rồi các bác. Không phải là 5-6 ngày thôi đâu. Tại vì là từ cái ngày mà chúng cháu về ấy, thì vài hôm đầu thì bé vào cũng khỏe và cũng ăn được. Và sau ngày hôm đấy được 3-4 hôm ấy thì bé vào cũng không còn ăn cơm được nữa. Đấy, rất là yếu nên là đến bây giờ là trong bụng ấy là chả còn cái gì ngoài nước nữa rồi. Đấy, nhưng mà lúc nào cũng co giật và dậy thế này ấy là rất là mệt và rất là mất sức. Thì cũng không biết là chống cự được đến bao giờ. Đấy, chú cứ gọi người đi xong rồi xem là có ai thì để hỗ trợ đưa cháu mấy lại chú ra ngoài kia ấy. Xây rượu hết rồi à? Ừ, có cháu là thế. Có nhưng mà cân thế thì hôm nay chú vẫn phải nhờ người nhé, tại vì là tình hình của bé vào là phải cấp tốc, càng nhanh càng tốt. Vâng. Thế thì là mai chú với lại bé Vàng là ra sớm nhá. Cháu sẽ ở Mẹ Vàng là đợi chú. Chú ra đến Mẹ Vàng cháu sẽ đón chú và đưa chú với Vàng vào viện nhá. Đấy, cũng bảo là ra luôn để cho bé Vàng là tí được uống thuốc và đỡ mệt hơn đấy các bác. Nhưng mà bây giờ ở trong thôn ý, là mọi người ý, đều uống rượu và đã say rượu hết rồi. Đấy, không có ai để hỗ trợ chú là đưa bé Vàng ra. Đấy, còn vâng. Và là phải có một người là ôm rồi này, một người là lái xe nữa. Thì là chú cũng bảo là anh trưởng thôn say rượu rồi. Thì để sáng mai 7 giờ là chú sẽ với bé Vàng lên trên kia rồi là nhập viện luôn các bác ạ. Đấy, cũng mong sao là chuyến đi này là mọi thứ đều thuận lợi và thành công. Cũng chả mong gì nhiều, chỉ mong là bé Vàng là không đun nhiều như bây giờ nữa và có thể là ăn uống được một chút cơm. Lúc đấy thì chúng cháu cũng mừng rồi các bác ạ. Thế thì là sáng mai chú ra nhé. Đấy, tối nay thì cô chú chuẩn bị quần áo cho bé vào nhé, cả chú nữa và vâng, giấy tờ nữa nhé. Nhiều mà nhất thì uống chỉnh xua thì đi mà chỉ lo tôi đấy vào nhóm mà tàu lở nó tôi mới vào tôi nhé. Vâng, đấy thế thì là cũng sáng mai là sẽ ra viện các bác ạ. Cuối cùng thì cháu Đào cũng khuyên được gia đình để cho bé Vả là đi viện rồi. Ở đây cũng là một cái mà cháu Đào cũng gọi là vui, vì là sau bao nhiêu lần thuyết phục ấy thì lần này mới gọi là thành công. Đấy, cháu Đào là cũng như thế là cũng mừng rồi. Vâng, thế thì bây giờ cháu cũng khá là muộn rồi, trời mưa nữa thì chắc là cháu cũng xin phép là cháu về trước để cháu cũng chuẩn bị ít đồ để mai lên trên kia cùng bà với lại chú nhé. Căn tủ mà ót tua nhá, hãy đi nè. U cho mùa mà căn tủ ót mùa cho mẹ mà không thành vụ nhá. U mà tốt tốn đi, mà than đi mùa hôm dưới xếch ấy. Nhá. Căn tủ mà không có tính không?
mới gì tới đâu có những tôi một mẫu hồi tới không? Vâng. Tới mà tới màu tôi tới cổng kề màu. Vâng vâng. Thế mai số của cháu thì chú có rồi. Từ mai bắt đầu xuất phát từ nhà ấy thì gọi cho cháu trước nhé. Để cháu là chuẩn bị đồ đạc cái là chú cháu mình cùng nhau lên nhé. Vâng. Vai. Đấy bây giờ chắc là mệt rồi, thôi thì để bé vào là nghỉ đi. Đấy, chứ những lúc mà mệt mỏi quá ấy, là ngủ thiếp đi được 1-2 phút như thế này thôi. Đấy, ngoài ra thì là cả ngày cả đêm em bé đều bị co giật như thế hết các bác ạ. Nên là cũng rất là buồn. Đấy. Thế là cháu về trước nhá cô nhá. Lý cũng muốn thế căn tủ mà do con chờ tò lò tạp cho bé vào mà hút thành u nhá. Vâng. Vâng ạ, vâng. Quyết định thế nhá chú nhá. Có gì thì gọi điện cho cháu nhá. Vâng ạ. Đấy, các bác ạ thì bây giờ là cháu Đào cũng còn công việc nữa thì cháu Đào là cũng xin phép là về trước để cho bé vào là còn là nghỉ ngơi nữa. Đấy thì là quyết định cuối cùng ấy là sáng mai là chúng cháu sẽ cùng bố bé vào là đưa bé vào ra ngoài huyện Mèo Vạc để nằm viện ở ngoài kia. Đấy, cháu Đào cũng biết rằng cũng có rất là nhiều cô bác ấy là sẽ cảm thấy là bố bé vào ấy trước đây đã đi nằm viện Hà Giang và đã đòi về như thế này là sẽ cảm thấy thất vọng và chuyến đi này thì có lẽ là cũng có một số cô bác là sẽ cảm thấy là không hài lòng chẳng hạn, nhưng mà bây giờ cái quan trọng của bác cháu mình ấy là về vấn đề sức khỏe của bé và các bác ạ, còn bố của bé và ấy, bố mẹ thì chúng ta sẽ để ra một bên trước đã, để chưa kịp nói đến. Bây giờ quan trọng là sức khỏe của bé và như cháu Đào cũng nói rồi, và cháu Đào biết là khi mà từ dưới kia về thì lần trước đã như thế rồi, lần này thì cháu Đào cũng rút ra kinh nghiệm là đưa đi trên Mèo Vạc ấy khi nào mà các bác sĩ cho ra viện thì mới được về. Đấy, chứ không được phép là đòi về như lần trước nữa. Đấy, như thế là vừa tốn tiền của các cô bác mạnh thường quân này, lại còn trả được gì nữa. Nên là chúng cháu cũng nói trước với gia đình như thế rồi. Đấy, lần này thì là khi nào mà bác sĩ cho về thì chúng cháu mới về. Còn không thì là sẽ nằm lại ở đấy các bác nhé. Đấy, hiện tại kinh phí ở chỗ cháu Đào là còn hơn 5 triệu đồng. Cũng chưa biết là cái khoản này là có đủ hay không. Đấy, trước mắt thì cứ đưa bé vào đi ra ngoài kia và nằm viện đã. Còn nội dung ngày hôm nay thì cháu Đào cũng xin phép là kết thúc ở đây thôi. Hẹn gặp lại tất cả các ông bà, cô bác, anh chị ở những thức phim tiếp theo thôi nhé.